Vượt qua mọi tầng kiểm soát an ninh, các cổ động viên Hải Phòng vẫn mang được pháo sáng vào và đốt đỏ sân binh trong trận đấu tối qua giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng. Tối qua, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Hải Phòng trên sân Vinh tại vòng 9 V-League 2022. Phút 67, khi tỷ số trận đấu đang là 2-0 dành cho Sông Lam Nghệ An, khu vực khán đài của cổ động viên Hải Phòng xuất hiện pháo sáng. Lực lượng cảnh sát đã kịp thời khống chế người đốt pháo sáng. Điều đáng nói, trước trận đấu này, ban tổ chức đã bố trí 150 đến 170 nhân viên an ninh, cảnh sát trật tự, cơ động ở bên trong, ngoài sân, các điểm chốt giao thông và kiểm tra từng cổ động viên Hải Phòng trước khi vào sân. Dù an ninh được thắt chặt đến vậy, nhưng pháo sáng vẫn xuất hiện. Giả dĩ lực lượng an ninh được huy động đông đảo là bởi ở vòng đấu trước đó, một cổ động viên Hải Phòng đã có hành vi quá khích với trọng tài sau trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định. Với sự cố pháo sáng, ban tổ chức sân Vinh đối diện án phạt từ 15 đến 70 triệu đồng. Còn câu lạc bộ Hải Phòng sẽ đối diện án phạt từ 15 đến 100 triệu đồng vì để cổ động viên vi phạm.